được phát động rộng rãi tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn Hà Nội. Trại hè bóng đá Yamaha 2012 ngay từ ngày đầu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các bậc phụ huynh và các em nhỏ. Trước ngày hội tuyển chọn, ban tổ chức đã có buổi họp kỹ thuật sôi nổi giữa các huấn luyện viên và chuyên gia Nhật Bản về nội dung các bài tập luyện cũng như tiêu chí chọn lựa cầu thủ. Sáng mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 6 vừa qua, những gương mặt trong sáng hồn nhiên lứa tuổi U6, U8 và U10 cùng tập trung về sân vận động Bách Khoa trong ngày hội tuyển chọn. Không chỉ những cầu thủ nhí háo hức mà ngay cả những bậc phụ huynh cũng không giấu khỏi nỗi lo lắng, hồi hộp trên gương mặt. Vượt qua hàng nghìn hồ sơ đăng ký, 76 em nhỏ xuất sắc đã được tuyển chọn và trải qua kỳ huấn luyện thú vị cùng sự hướng dẫn chuyên môn của huấn luyện viên người Nhật Bản Masakumi Yamamoto và cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Sáng 11 tháng 6, với bài luyện tập đầu tiên của các bé U6, trại hè bóng đá Yamaha 2012 chính thức được khởi động. Là lứa tuổi nhỏ nhất trong giải, các cầu thủ U6 luôn là tâm điểm của buổi huấn luyện. Trong sáng, hiếu động nhưng cũng không kém phần quyết tâm, các cầu thủ mầm non ra sân luôn đem lại những tiếng cười và không khí vui vẻ. Khác với độ tuổi U6, U8 và U10 nhỉnh hơn chút và được đào tạo chú trọng hơn về các kỹ thuật cá nhân. 25 cầu thủ nhí, 25 ngọn lửa bóng đá cùng hăng say luyện tập và cùng trải qua các bài tập cảm giác bóng, thiên hướng tấn công, kỹ năng cá nhân. Dường như cái nắng 35 độ hay những cơn mưa rào bất chợt không làm giảm đi tình yêu của các cầu thủ nhí với trái bóng tròn. Vốn tính cách hiếu động, tinh nghịch và đôi chút trẻ thơ, các bé không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi làm quen với kỹ thuật mới. Nhờ tinh thần say mê, học hỏi và sự hướng dẫn tận tình, các cầu thủ nhí đã tiến bộ từng ngày qua các bài tập khiến ban tổ chức cũng như ban huấn luyện viên vô cùng ấn tượng.
Trại hè bóng đá Yamaha 2012 nằm trong dự án Vì tương lai bóng đá Việt Nam, không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn đào tạo các em trưởng thành hơn với các bài tập luyện kỹ năng sống, giao tiếp tự tin lễ phép, tính tự lập, tinh thần đồng đội. Và chắc chắn những nụ cười rạng ngời, những giọt nước mắt hồn nhiên sẽ là những khoảnh khắc ý nghĩa không bao giờ quên của các cầu thủ nhí trong mùa hè này. Một tháng luyện tập thành công, mong rằng 76 cầu thủ nhí sẽ luôn giữ mãi niềm đam mê với môn thể thao vua và rất có thể trong tương lai các em sẽ là những cầu thủ tài năng của nền bóng đá trẻ Việt Nam.